Mình là tên Lương Công Vinh, hiện đang ở Tư Nghĩa, Nghĩa Mỹ, quận Nghĩa. Công việc của mình là lùm đá, chạy đá đi núi. Hiện đang nuôi bé tốm tuổi, bắt đầu qua hè đây là du lịch boy. Ba con lùm đá, với lại ở nhà chạy núi, với lại con thấy ba con lùm bắt mỏ. Anh sao mà mình biết cái trường học của anh Vinh vậy? Con của ảnh là con bé nó học trường anh. Dạ. Lúc mà nó ở lớp 1, lớp 2 thì mình cũng chưa có để ý. Dạ. Nhưng mà thấy cái năm lớp 2 thì mình kêu thôi để tìm hiểu thử gia đình nó như thế nào. Dạ. Thì xong tìm hiểu xong rồi mình thấy nó cũng nói nó cũng khó khăn. Dạ. Cho nên là mới biết mà em có rồi mới cách nói. Dạ. Thưa quý vị, đây là anh Tuấn, người đã kết nối cùng với chương trình Học bổng Chân Trời Ước Mơ để giới thiệu một cái trường hợp đến cho chương trình. Và hiện tại thì chúng tôi đang đi bộ. Thật sự là vừa mệt luôn. Vừa đi vừa thở. Thở quá. Để mà đi còn nữa. Đi lên cái chỗ thôi kệ, của đi lên tới nơi luôn cho biết anh luôn. Vinh là ba của mà. Nhân vật chương trình Học bổng Chân Trời Ước Mơ ngày hôm nay, là để xem cái công việc của ảnh như thế nào. Ở gần đây là em thấy có mấy cái lều rồi anh. Còn nữa. Anh trên kia nữa là nhiều lắm. Quá. Cái đồ trên kia hả? Đây đây, nghe anh báo là anh dựng xe ở giữa đường thôi. Dạ. Rồi anh đi bộ lên rồi, đi còn bộ mình lên là rồi. Mình không có đi lên được luôn. Đúng rồi, mình phải đi gấp đầu anh, đi bộ gấp đầu anh rồi đó. Tại vì mình không có quen cái đường này nè. Kia. Anh kia không? Đó đó, anh đó. Chào anh. Còn đi lên nữa hả anh? À, lên lúc mình lên nữa, đón lên một đoạn nữa. Dạ, dạ. Đi, đi. Rồi, thôi mình lên luôn. Bây giờ rất là nắng, bây giờ là 9 giờ. Anh đi làm buổi sáng là mình đi làm từ lúc mấy giờ? Mấy năm chở, mấy đi hạt, con bé đi hạt thì chở trước 7 giờ á. Dạ. Thì là 7 giờ là đi rồi. Dạ. Chở nó bao nhiêu giờ đi rồi. Rồi anh ở đây đến mấy giờ anh về? Có bữa thì ở lại trưa đem cơm, còn có bữa thì chiều tối xuống chở nó đón lấy hạt gì á. Thưa quý vị, đây là chỗ của anh Lương Công Vinh đang làm việc. Anh ơi, cái tảng đá này là mình đang làm như thế này thì bao giờ mới ra được cái cục đá nhỏ như kia? Không biết, cái chiều chắc cũng cỡ 30-40 gì đó. 30-40 viên hả? 30-40 viên là một tảng này hả? Anh, vậy là mỗi ngày là mình ăn theo sản phẩm hả anh? Ăn sản phẩm. Một cục là mình làm cho ông chủ, là ông trả cho mình là 3 ngàn tốn. Dạ. Em được biết cái thông tin là anh bị thoát vị đĩa đệm. Bị thoát vị đĩa đệm mổ năm 2017. Là lúc đó mình đã lấy vợ chưa? Lúc đó đang có vợ á. Dạ. Lúc nằm bệnh viện nó vợ nó gửi đơn. Gửi đơn cái rồi. Mới nghe toàn nó điện mới biết rằng là nó gửi đơn cái gì. À. Là lúc đó là hai vợ chồng ly dị. Là lúc đó mình có hai đứa, đứa một đứa, đứa con ba lớn thì ở với mình. Lúc nãy á, khi mà đi lên đây thì trên đường đi là em đã rất là mệt. Thứ nhất là đi bộ đường khó đi, mà thứ hai nữa là rất là nắng nóng nữa. Và khi mà lên tới đây thì cái khu vực anh làm là xung quanh là không có cái cây nào luôn. Chỉ che mỗi cái tấm này thôi. Em rờ vào cái tấm này cũng rất là nóng nè. Hàng ngày anh đều đi làm trong cái thời tiết khắc nghiệt đó. Đi lòn suốt. Dạ. Còn mùa mưa thì sao anh? Mùa mưa cũng đi lòn. Bình thường anh đi làm vậy rồi ông bé nó đi học rồi anh ấy sao? Chở nó đi học. Sáng chở nó đi vô trường rồi cái là mình đi lòn. Thì ví dụ như trưa thì anh ở đây thì bé nó ở đâu? Trưa mình gửi nhà của
vị ở trường á. Bố vị lo luôn. Cơm nước rồi dùm cho nó. Rồi chiều anh đi làm về. Chiều đi làm về xuống đón nó. Chở bé về kèm theo đó. Chở thêm hơn viên đá. Ủa anh vậy là một ngày anh vác hai viên đá đi bộ từ đây xuống dưới kia? Đúng rồi, có bộ chuyển bộ xuống đó rồi mới bỏ đi sang đó chở. Vâng thưa quý vị, mới một cái thông tin được biết là hàng ngày thì ảnh sẽ vác hai viên đá nhỏ như thế này về nhà. Nhưng mà quý vị thấy không, đây là những cái viên đá thành phẩm của ảnh nè. Và như anh Vinh chia sẻ thì cứ mỗi viên đá như vậy là cái thu nhập của ảnh sẽ là 3.800. Và một ngày thì cái thu nhập chỉ khoảng từ 100 đến 120 thôi quý vị. Mình ước một cái nhà nhỏ thôi chứ không có rộng lắm. Ví dụ như nó nhỏ là rất nhỏ cũng được, nhưng mà ý là nó đầy đủ, ví dụ như vậy. Chứ nếu cũng như cái xã hội bây giờ thì nó khó, còn với mình thì nó hiện thời bây giờ mình đang sống thấy nó khó quá. Ông ước muốn là cái nhà nhỏ đủ ví dụ đó để lồm này đủ trống hay là lót gạch để cho trẻ nhỏ mà nó được trưa rồi nó mót nó dễ chịu, nó ngủ một xíu cho nó như mọi người vậy. Mà mình ý là nó phải thâu chứ còn mình không biết là như thế nào. Chứ bây giờ trước mắt nó có cái đó đó mà tự núi mình vót mình đi lồm rồi chiều về chở vì hơi viêm đó. Rồi chở về đó chứ còn không biết là có lồm được hay không. Bà, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? 80. Dạ. Mà con thấy bà cũng gầy á. Đau miết trời, đau miết à. Dạ. Đau vậy nó đau trong cái đầu. An thì được 4-5 tháng rồi, được cầu chị ngoạn được. Vậy là bây giờ là bà ở cùng với chỗ anh Vinh? À, ở đây với nó út mà. Dạ. Mà thấy cuộc sống của anh cũng vất vả quá không bà? Ừ. Cực khổ lắm, đi lồn ở ngoài đồng chứ về chịu nhà cái bữa nội nhà len quen như là chẳng ư không, cực lắm. Nói chung là cũng buồn lắm, nhưng mà bây giờ cũng không biết nuốt cách xô. Chứ dĩ nhiên là buồn, nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ mình sống để lo cho con bé thôi, chứ còn cô thì nhỏ, đứa nhỏ thì mình không biết là như thế nào, tại vì mấy năm nay không có gặp. Còn bé nhỏ thì bây giờ nó cũng ở với mình. Mơ ước của con mai mốt là làm nghề gì nè? Dạ là làm cô giáo. Vì sao vậy? Về con làm cô giáo để có tiền nuôi ba. Mình vừa làm cha mà vừa làm mẹ thấy nó vất vả, nhưng mà để lo cho nó, nhưng mà cũng nhờ có nó mà có động lực để mình làm. Chứ còn nếu mà không có nó thì mình không biết cuộc sống của mình như thế nào. Nhưng mà so với những người đàn ông khác, mình thấy mình cũng tự hồi mình, tại vì mình không có lâm vô cái tệ nạn gì hết, tại vì không rượu chè nói chung mọi thứ. Thưa quý vị, như quý vị nhìn thấy thì đây là nền đất và ngôi nhà này đã được xây dựng từ rất lâu, từ thời ba mẹ anh Vinh để lại. Và quý vị có thể thấy ở ngoài sân hay không ạ? Nhiều lớp đá đang chồng lên nhau. Và đây là thành quả 3 năm qua của anh Vinh với một cái ước mơ là có một cái căn nhà khang trang cho cả gia đình. Và chương trình Học bổng chân trời ước mơ do Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi phối hợp cùng với Tập đoàn Thiên Tân thực hiện sẽ chia sẻ những vất vả của anh Vinh, trao một suất học bổng đến bé Quỳnh để anh Vinh có thể có cơ hội làm được một căn nhà mới cho cả gia đình của mình.